Hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh review sản phẩm của điện tử DET. Video hôm nay thì điện tử DET sẽ giới thiệu cho các bạn về một sản phẩm, đó chính là mạch hạ áp pin mặt trời sạc nhanh cổng USB DC DC chọn. Với mạch này thì chúng ta có thể hạ điện áp của pin mặt trời và cho ra các cổng có sẵn ở trên mạch là USB, DC và jack DC chọn, để từ đó có thể cấp nguồn cho nhiều loại thiết bị khác nhau vô cùng thuận lợi. Mạch của chúng ta sẽ có chức năng, đó chính là hạ áp nguồn từ các tấm pin mặt trời. Với điện áp có thể hạ được là từ 4,5 đến 32V DC với dòng tải tối đa là 2A. Điện áp ngõ vào thì chúng ta sẽ cấp qua hai chân có sẵn ở trên mặt nha các bạn, chân cộng và chân green D, với cộng là dương và green D là âm nha các bạn. Mạch của chúng ta sẽ hỗ trợ 3 ngõ ra, với một ngõ USB, một ngõ Type-C và một ngõ jack DC cái 5.5. Với hai cổng USB và Type-C, hai cổng này sẽ hỗ trợ cho chúng ta ngõ ra, đó chính là sạc thường và sạc nhanh nha các bạn. Với dàn sạc là QC 2.0, điện áp ngõ ra của cổng USB thì sẽ được điều khiển bằng một con IC IB6525T. Và điện áp của cổng Type-C thì sẽ được phân phối bởi một con IC IB6510. Cả hai con IC này thì sẽ thường được áp dụng trong các bộ sạc nhanh thông thường nha các bạn. Và này thì nó sẽ được tích hợp ngay trên một bo mạch hạ áp nguồn năng lượng mặt trời của chúng ta. Và cổng thứ ba ở trên mặt đó chính là một jack DC 5.5. Với điện áp của jack này thì chúng ta sẽ lấy trực tiếp từ nguồn điện áp vào. Điện áp vào của chúng ta nguồn bao nhiêu vôn thì ngõ ra này sẽ ra bấy nhiêu vôn nha các bạn. Điện áp ngõ ra của cổng này sẽ khác biệt so với hai cổng còn lại nha các bạn. Thông thường thì hai cổng Type-C và USB này thì chúng ta sẽ sử dụng để cấp nguồn cho điện thoại. Và cổng DC 5.5 này thì chúng ta sẽ sử dụng để cấp nguồn cho các tải hoạt động. Như ở đây mình đang có một tấm pin năng lượng mặt trời với kích thước là 410 x 340 x 18mm. Tấm pin sẽ có điện áp cao nhất là khoảng 21V và dòng tải có thể đạt cao nhất đó chính là khoảng 1,2A. Mình sẽ sử dụng tấm pin để đón ánh nắng mặt trời. Hôm nay trời có hơi nắng một chút nha các bạn. Mình sẽ đo điện áp ngõ ra bằng một đồng hồ VOM. Như đây điện áp mình đang đo được là khoảng 19,6-19,7V. Bây giờ hãy cùng mình cấp nguồn của tấm pin và ngõ vào của mạch hạ áp pin mặt trời. Các bạn nhớ cấp đúng cực để tránh hư hỏng mạch nhé. Trên mạch sẽ có một đèn LED báo nguồn. Đèn LED này sẽ sáng mỗi khi có điện áp vào. Bây giờ mình sẽ test thử từng cổng ngõ ra cho các bạn xem qua. Trước tiên thì mình sẽ test thử với cổng USB. Ở cổng này thì mình sẽ test với một tải giả để có thể đo volt và dòng tải tối đa mà mạch cho ra. Ở đây thì các bạn có thể nhìn thấy mạch đang đo được số volt của cổng USB là khoảng 5V. Hàng trên này sẽ là hàng đo dòng tải của cổng USB. Và bây giờ mình sẽ cho tải giả chạy với dòng tải từ thấp lên cao nha. Khi tải giả lên tới 2A thì lúc này màn hình liền báo quá tải. Vậy là chứng tỏ cổng USB này sẽ hỗ trợ dòng tải tối đa là 2A ở môi trường có ánh sáng tốt nha các bạn. Và ở đây thì chúng ta có thể sử dụng mạch để sạc pin cho điện thoại một cách rất là thuận tiện nha. Tiếp theo là cổng Type-C. Thì ở đây mình sẽ sử dụng một mạch kích trigger để xem ngõ Type-C này có ra chuẩn là QC 2.0 không nha. Như đây thì mạch kích có thể đo được 3 thông số, đó chính là 5,3V, 12V và 9,2V. Đây chính là 3 thông số của ngõ ra QC 2.0 mà mạch có thể đem lại. Tiếp theo là jack DC 5.5. Jack này điện áp ra sẽ bằng điện áp ngõ vào nha các bạn.
điện áp ngõ vào của chúng ta bao nhiêu V thì ngõ ra này sẽ ra bấy nhiêu V. Hiện tại điện áp ngõ vào của mình đang là khoảng 20,6V. Bây giờ mình sẽ thử đo điện áp ngõ ra. Mình sẽ sử dụng một giắc DC đực để cho ra hai dây điện dễ dàng đo hơn nha các bạn. Đây, điện áp ngõ ra của mình lúc này cũng là khoảng 20,6V, bằng với điện áp ngõ vào. Với dòng tải tối đa là 2A, chúng ta có thể kết hợp ngõ ra này với các mạch ổn áp, hạ áp hoặc tăng áp để có thể ổn định nguồn điện đầu ra, từ đó có thể cấp nguồn cho nhiều loại thiết bị khác nhau. Và trong bộ một mạch hạ áp pin mặt trời như thế này thì chúng ta sẽ còn được đi kèm các vỏ hộp. Chúng ta có thể sử dụng vỏ nhựa này để lắp đặt mạch vào trong, tránh khói bụi cũng như là ẩm ướt, vân vân. Và đó chính là một vài nét về mạch hạ áp pin mặt trời sạc nhanh cổng USB, Type-C, DC tròn. Nếu các bạn muốn mua sản phẩm thì mình sẽ để phần link mua hàng dưới phần mô tả video. Các bạn có thể nhấp vào đó để biết thêm thông tin chi tiết cũng như là giá cả của sản phẩm. Còn bây giờ video của mình phải kết thúc rồi, các bạn nhớ like và đăng ký kênh của Điện tử DT. Nhấn vào nút thông báo để nhận được những video mới nhất trong bọn mình. Xin chào và hẹn gặp lại.